Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn nhắc tới ơn cứu độ của Đức Phật tại ngôi chùa Tôn Phật Quang. Một thầy dòng và một linh mục Việt Nam lên tiếng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên mạng Công giáo chia sẻ một đoạn video trong đó cho thấy Đức cha Emmanuel đã đến chùa Phật Quang tại Bà Rịa để chúc mừng quý thầy và các Phật tử nhân ngày đại lễ Phật đản. Điều đáng nói là trong video, Đức cha có nhắc tới sự cứu độ của Đức Phật mà theo giáo lý Công giáo chỉ có Chúa Giê-xu mới mang tới ơn cứu độ. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh khi ngỏ ý và ở Phật Quang tự này đã dành cho chúng tôi một cái giờ đến để chúc mừng lễ, để thăm hỏi và đặc biệt là lại được gặp toàn thể các Phật tử đang có mặt trong những ngày mà chúng ta cử hành một sự kiện vô cùng quan trọng, không chỉ là mặt lịch sử mà cả trong phương diện tâm linh của toàn thể nhân loại khi Đức Phật đến để đem lại cho chúng ta sự cứu độ. Nói đến ngày Phật đản, ngày Đức Phật xuất hiện trên trần gian, rồi trong giác ngộ cao vời và trong cái đạo pháp mà Ngài đem đến cho nhân loại, thì có thể nói Ngài đến rõ ràng là Đức Phật đã đem cho chúng ta một cái thông điệp về một cái sự giải thoát, về một cái cuộc sống và về một cách sống rất là tuyệt vời. Rồi sau cái sứ điệp của Đức Phật, chúng ta lại có được những người theo chân Đức Phật một cách sát cạnh và gìn giữ đạo pháp một cách chu đáo, để chúng ta cũng nhận được cái sứ điệp cứu độ của Đức Phật từ Đức Phật qua các thầy đến với tất cả chúng ta. Trước sự kiện này, nhiều người bình luận tỏ ý khó hiểu. Một linh mục Việt Nam, cha Tạ Duy Tuyền bình luận: truyền thông có thể cắt xén từng phân khúc để dẫn dắt dư luận theo ý họ, nên khi nói về lĩnh vực không phải của mình, chúng ta đừng bao giờ truyền thông để lấy lòng người khác dễ bị hiểu sai ý mình. Hãy tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu đạo của mình cho mọi người. Sư thầy này rất hay khi khen ngợi lời dạy của Chúa Giê-xu, nhưng thực ra thầy đang dẫn dư luận đạo nào cũng như đạo nào. Cứ ai dạy về yêu thương, về công bằng thì thầy kính hết, nhưng không làm cho nói đến sứ mạng của Chúa Giê-xu. Đệ tử của Phật, nhưng mà tại sao thầy rất là quý Chúa Kitô, Chúa Giê-xu? Ở đây có vị nào đạo Thiên Chúa không? Đưa tay thầy coi, đưa tay coi. Như thầy là kính đi Phật, nhưng mà thầy rất thương Chúa Kitô, là bởi vì Chúa, tất cả mọi người đều theo lời Chúa và lời Phật, sẽ không bao giờ có chiến tranh hận thù. Như Chúa dạy, bây giờ thầy nói ví dụ có nhiều người chỉ trích thầy, nói trời ơi thầy Phật giáo mà sao mà thầy biết được. Không biết ông nội bà nội nào mà đem cái tình thương, đem hòa bình là thầy kính hết. Chúa Kitô dạy ai mà đánh cái mà bên này đó, con đưa cái bên kia đánh. Khi nào mà con bố thí tay mặt là không cho tay trái. Wonderful. Cho nên quý vị thầy ngưỡng mộ Chúa, cho nên chính thầy là cái người tổ chức lễ Noel tại Lâm Thị Ni luôn. Đạo Thiên Chúa rất là ngưỡng mộ. Thấy chưa? Mình phải nhìn cái hay của người ta. Thầy Vũ Đức Trung CSSR nêu quan điểm cứu độ từ vựng không thuộc về riêng ai. Trước khi trình bày quan điểm cá nhân về một phát ngôn được quan tâm gần đây, mình có hai câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ để minh họa cho hai cái ý mà mình muốn nói. Thứ nhất, nhiều người Phật tử cảm thấy khó hiểu và có thể là sốc khi người Công giáo nói là ăn chay nhưng vẫn sử dụng cá vào những ngày luật buộc. Sốc là với người Phật tử, ăn chay chỉ là các món ăn từ thực vật chứ tuyệt đối không phải động vật. Thế là người ta lại phải tốn giấy mực
trình bày cặn kẽ cách hiểu thế nào là ăn chay, kiêng thịt. Chuyện thứ hai, dạo trước, ở mấy nước Hồi giáo như Indonesia hay Malaysia thì phải, người ta ra cái luật cấm các tôn giáo khác được dùng từ Allah để nói về Thiên Chúa. Chẳng những riêng từ Allah mà sau này người ta còn bổ sung một loạt danh sách các từ vựng Hồi giáo, các tôn giáo khác cấm được sử dụng. Hai câu chuyện nhỏ này minh họa cho hai ý mà mình thấy cần lưu ý. Một, khi giải thích ý nghĩa của một từ vựng được sử dụng, chúng ta cần quan tâm đến bối cảnh từ ngữ đó được nhắc đến. Ví dụ đi ăn chay ở Công giáo thì khác với Phật giáo, hiểu rõ như vậy thì đỡ tranh cãi thế nào mới đúng là ăn chay. Hai, không ai có thể độc quyền về một loại từ vựng và cho rằng chỉ mình mới có quyền sử dụng nó, ngoại trừ mấy anh Hồi giáo mà mình chẳng buồn nói. Đem hai cái điều này áp dụng vào vụ việc khiến nhiều người hoang mang gần đây, mình nhận xét thế này. Một, người nói sử dụng cụm từ sứ điệp cứu độ của Đức Phật để nói chuyện với các sư và Phật tử. Mình thấy chắc chắn ý nghĩa của từ đó trong bối cảnh này được hiểu theo nghĩa của Phật giáo, tức là giải thoát. Trong một câu sau đó, người nói cũng nhắc tới từ giải thoát để chú thích cho ý nghĩa của từ cứu độ mới được sử dụng. Thành ra, chỉ vì nói sứ điệp cứu độ của Đức Phật mà bị kết án là nói sai vì chỉ có Chúa mới mang lại sự cứu độ thì liệu chúng ta có quá vội vã khi kết luận? Dùng cùng một từ nhưng lại được suy diễn trong hai bối cảnh khác nhau dẫn đến kết luận trái ngược là tất nhiên rồi. Đây là nỗi xóa bối cảnh khi lập luận suy diễn. Hai, câu hỏi lớn hơn. Liệu có phải chỉ chúng ta, người Công giáo mới được quyền sử dụng từ cứu độ? Để trả lời, mình thực hiện một phép thử rất đơn giản. Gõ Google tìm kiếm mấy từ khóa như cứu độ trong Phật giáo, cứu độ trong các tôn giáo thì nhận được các kết quả như trong các bức hình cho thấy. Mình thấy có bài báo trên Thời sự Thần học bàn về cứu độ nơi Phật giáo và Công giáo, lại có sách Sin and Salvation in the Religions, tội lỗi và cứu độ trong các tôn giáo trên thế giới. Ngay cả các vị sư cũng sử dụng từ cứu độ, dĩ nhiên là nội hàm của từ đó là khác hẳn với cách hiểu của Công giáo. Dựa vào hai điều như trên, mình thấy nếu vội vã cho là người nói sai, nhất là khép cho cái tội sai lạc đức tin, thì mình sẽ không đồng ý. Nên ta cẩn trọng trong phán đoán và cá nhân mình thì thấy chuyện này là hết sức bình thường trong thế giới đa nguyên. Chỉ có độc tài mới tự cho mình độc quyền về ngôn ngữ và từ vựng. Hết trích. Nguyện xin Chúa soi sáng cho các mục tử của Chúa trước nhiều cám dỗ, tội lỗi của thế gian. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.